con ăn thì có cùng giống. Ừ. Thịt heo. Để nhắc vào đấy heo thịt heo. Hai con này là pha thổ tất. Thổ pha. Con mơ gáy chứ hay. Mơ gáy chứ. Gáy trên ta không phải là gì. Mơ này là con cái không? Con cái. Ừ. Trên đực. Nhìn thấy dèo nhau rồi đúng không? Đẻ dèo nhau rồi, đẻ một lưới rồi nhưng mà nó bỏ không ạ. Con này lồng chật nên nó lệch mùa một tí. Đầu tư vào. Bây giờ đã đi mà nó đưa cho tường dọc thì yên tâm. Mọi này nó đã ăn nhau, nó không đánh nhau rồi yên tâm. Đúng. Làm ẩm ngay. Nó vào cặp rồi thì nó ra ẩm ngay. Ghép chim đẻ quá đơn giản. Không có nào nó ăn là nó ăn ngay, còn không ăn là nó mấy nhau.